Anthony nghe nói chuyện nó quay cái này mà nó nói là mà chưa biết thưởng thức cái này enjoy this dish. Now you know. Chỉ làm lẻ. Ủa? Là mỗi là hàng. Dạ, đó nha lòng. She adds more rice flour. Yeah. A machine. Huh? She's like a machine. Yeah. Nó cứ trộn. Chị bỏ nó vô cái rồi mình để microwave vài phút cho là nó được, chứ đâu cần nhưng mà không chỉ trộn. Thôi hấp hấp microwave cho nó nhanh. Bỏ đi microwave đi. Bỏ được 35 sinh. Được rồi, ngon rồi đó. And this is how you make banh cuon. Easy, huh? No, not easy. See that thing? Yeah. Very careful. Even I try, I cannot lift that thing up. It looks easy, but it's not easy. Không chỉ làm lẹ cũng mau hết. Chúng ta chưa. Oh mẹ. Có giá chưa? Xong đĩa nè. Okay, someone ready to eat first. Cô mời con trước. Oh, thank you. Then you add more fixings over here. Yeah. In order to fix, first of all, you have to go for the one. Yeah. Go on, do it. And you add fish sauce. Em trước ở bỏ giá nữa không? Giá chị hiểu đang đang hạt. Để bỏ giá. Mình vì nó bán nó tẩy đó.